của em nó cứng đầu ghê. Bự
Cái đó chị lấy cho. Chị sang sành lại chị xíu. Bẻ quá các bạn ơi. Trời ơi, có hết trái rồi. Nè các bạn. Đừng mấy trái chín nè. Quá thơm. Nè các bạn thấy không? Ăn gì mới đã mọi người. Ừ, rất là thơm, rất là ngọt nha các bạn. Rất là phê và rất là phiêu luôn. Gớt rồi à?